Thanh chốt dịch hô hấp ở Trung Quốc có lan qua Việt Nam không thưa chú? Hồi lúc mà dịch Vũ Hán nó năm 2019 thì Trung Quốc nó rộ lên, thì chú là người Việt Nam, tại bản thân phàm của cái kiếp này là người Việt Nam, thì lúc đó chú khấm cha rồi nói chuyện thẳng với mấy vị luôn, xin cho đừng có lan qua Việt Nam. Mà trong khi bên nước Việt Nam á, người Trung Cộng á, họ tràn qua nước Việt Nam 7-8 cửa khẩu. Mà quý vị nhìn coi, cái số lượng người chết rất là ít, công lao của Việt rất là lớn lúc đó. Chứ không thôi nước Việt là chết hàng thứ nhì trên thế giới, tại vì nó lây dễ lắm. Vậy mà trời Phật làm sao, ai mà theo dấu thiên tâm á, người đó thời đó sẽ không có bị Covid. Mà hôm nay cũng vậy nha, ai đeo dấu này sẽ tránh được nhiều cái nạn lắm. Tại vì cái dấu này là dấu của thời Phật Di Lạc. Kiệt là Di Lạc truyền thừa, thứ hộ kiệt là Di Lạc thứ thiệt á. Đệ tử phải đi trước, đúng không? Phải alo alo, cầm cái lo, alo alo đi trước.